Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Tiếp tục với series giới thiệu bản phim cơ giá rẻ đến từ RK. Hãng phim cơ đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Ở đây, mình có RK RG928 RGB. Bàn phím full size với LED RGB cũng như thiết kế đậm chất chơi game. Hãy cùng mình đến với video giới thiệu nhanh nó ngay sau đây. Khác với vẻ ngoài tối giản của RG987, RG928 RGB có thiết kế cầu kỳ hơn một chút. Với lớp vỏ hầu hết vẫn được làm bằng nhựa nhám, nhưng có điểm thêm phần phía bên trên làm bằng nhựa bóng. Điều này làm cho bàn phím trông nổi bật hơn nhiều. Thiết kế cũng không phải là dạng thẳng đứng nữa mà nó có độ dốc. Nhờ vậy mà người dùng có thể không cần sử dụng đến phần nâng ở mặt dưới của bàn phím mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi gõ phím. Về bố trí nút thì đây là một bàn phím full size đầy đủ phần phím số và không có thêm hàng phím macro nào. Vẫn có các nút đa phương tiện từ F1 đến F6, cùng với đó là phím khóa nút Windows. Không còn kiểu thiết kế có viền xung quanh bộ phím nữa mà làm khá giống với các bàn phím cơ cao cấp, ví dụ như dòng K của Corsair. Kiểu thiết kế này làm cho cảm giác gõ sâu hơn và đèn LED sáng đẹp hơn, đặc biệt là rất dễ dàng trong việc tháo keycap ra để thay thế. Keycap có phần mặt làm bằng nhựa nhám, còn các mặt bên cạnh thì làm bằng nhựa bóng. Điều này đảm bảo độ bám tay khi gõ phím nhưng lại tăng độ đẹp của đèn LED do ánh sáng của đèn LED phản chiếu vào vùng bên cạnh của keycap, khiến cho bàn phím trở nên lung linh hơn. Về switch mà nó sử dụng là của GreenTech, nên chất lượng và cảm giác gõ thì khá giống với RK RG987 RGB. Chiếc bàn phím này có nhiều lựa chọn switch hơn, đó là Red, Blue và Brown. Cuối cùng, đó là hệ thống đèn LED, thì do bàn phím này là bàn phím full size nên nó có nhiều phím, nhiều LED hơn, dẫn đến việc nhìn tổng thể bàn phím khi bật đèn sẽ phê hơn. Còn màu sắc và chế độ sáng thì nó giống hệt với RK RG987 RGB. Hãy cùng xem qua một chút. Có thể nói, nếu bạn không thích một thiết kế quá đơn giản hay không thích bàn phím TKL thì hãy cân nhắc đến RK RG928 RGB. Bàn phím full size với thiết kế điệu đà cùng hệ thống LED RGB LED nhưng vẫn có mức giá cực kỳ rẻ. Hãy truy cập website playzone.vn để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán của sản phẩm. Đừng quên bấm theo dõi kênh YouTube của Playzone TV. Video giới thiệu của mình đến đây là kết thúc. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.